quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng từ thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán thính giả, hôm nay tâm sự một chút xíu. Hôm qua khi mà đi từ nhà thầy Tám và về đây thì có một số sự cố. Sự cố thứ nhất đó là những người bạn hoặc là những người fan mà tôi chưa có gặp mặt rất là thương mến tôi. Điều đó tôi trân trọng vô cùng. Những người fan này không tìm được tôi thì đã gọi điện thoại cho Lê Lê hỏi số điện thoại bà xã của tôi. Thì Lê Lê cũng trân trọng nên cho số điện thoại của Kim Ngân. Khi mà liên lạc được với Kim Ngân thì những người đó yêu cầu những vấn đề thứ nhất như là gửi quà cho tôi. Tôi rất ngại chuyện này. Nói là gửi quà một cái gì đó áp suất cao rồi gạo lứt gì đó. Tôi có nói với bà xã tôi không có nhận bất cứ một quà cáp nào của ai vì chúng ta chưa biết họ là ai. Vô công bất thọ lộc. Người đó lại nhắn tin là muốn mua gì đó 1000 m² ở cạnh tôi. Làm sao tôi biết được? Ở cạnh tôi thì toàn là những người họ đã có đầy đủ hết rồi. Tôi còn cầu cạnh họ chưa được nữa, chứ huống chi là bây giờ muốn mua đất của họ. Người đó nói là bây giờ là muốn mua đất hay là gì đó. Thì ở Đắk Nông tôi nói rằng là người đó tự tìm đi, tìm đến những người có. Còn thật sự tôi không phải là không muốn tương tác với những người hâm mộ, mà lý do là nhiều việc lắm. Mỗi một ngày không biết bao nhiêu việc, từ sáng tới tối. Nếu ai cũng liên lạc 5 phút, 3 phút, 10 phút thì tôi không có đủ thời giờ để đọc báo và có những chương trình. Nên tôi nói với Kim Ngân là tùy duyên đi, đừng có mà để cho họ gửi quà hoặc là nói chuyện với tôi. Vì khi mà nói chuyện với tôi xong rồi thì tôi là con người rất đầy cảm tính. Tôi có thể có những ứng xử mà tôi sẽ bị lụy về thời gian. Nên xin người bạn đó thông cảm giùm cho tôi, hoặc bất cứ một người bạn nào cũng thông cảm giùm cho tôi. Vì chuyện tôi cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Nếu muốn có những chương trình thì tôi phải đọc rất là nhiều báo và đọc rất là nhanh. Nhiều khi chỉ trật một chút xíu thôi thì khán thính giả cũng biết. Xin thông cảm giùm cho tôi chuyện đó. Thế đang đi nửa đường nữa, đang lúc lên trên phà thì lại có một người lại đã biết nhau rồi gọi điện thoại hỏi tôi: anh Hùng có biết chuyện chùa Phật Quang của sư Thích Trân Quang á, nộp khiếu nại về vấn đề mà gỡ bỏ này nọ, ưu điểm và khuyết điểm như thế nào? Thật ra lúc đó tôi ngái ngủ vì chương trình tôi làm thường thường tôi dậy tới 2-3 giờ sáng tôi làm và nhiều việc quá rồi. Bây giờ lúc đó tôi ngái ngủ, tôi nói rằng là tôi không nghĩ gì nữa đó, giờ này cứ gửi tin nhắn cho tôi rồi từ từ tôi sẽ coi như thế nào. Chứ nghĩ rằng là tôi là cái đầu nó biết hết mọi chuyện ngay một lúc, tôi không biết. Thật sự tôi không biết những cái đó. Tôi nói tôi hơi cấu lúc đó là cứ gửi đi rồi tôi từ từ, chứ làm cái gì, chuyện gì cũng giống như là tôi biết hết mọi chuyện trên trời dưới đất ngay một lúc rồi. Thế sau khi mà đã qua phà đó, cái bà Google hôm nay kiếm chuyện phải chỉ đường làm sao, không biết là bà xã tôi lại đi lạc đường. Trời ơi là trời, đi gì mà đi không biết bao nhiêu giờ, đi vào đi các cái đường nhỏ. Lúc đó tôi tỉnh giấc chút xíu, tôi nói ủa sao nó dẫn mình đi kỳ gì em. Cái bà xã tôi nói là nó dẫn vậy đó nè. Tôi có nói rồi, trước đây khi mà Kim Ngân học lái xe đó thì có bằng rồi. Lúc đầu mới lái á, tôi ngồi bên cạnh, cái miệng của tôi hay chĩa vào. Thì Kim Ngân nói là anh lái hay là em lái? Backseat driver là tôi lúc đó đó. Tôi biết rằng là tôi sai, nên tôi nói rằng là thôi em lái đi. Từ nay về sau mà em lái, em tai nạn anh cũng không nói gì luôn. Và em làm cái gì em đi sai anh cũng không nói gì luôn. Đó là quyết định của tôi nói vậy đó. Cái từ hôm đó đó là Kim Ngân lái như thế nào tôi không bao giờ nói một câu nào hết. Thí dụ như là hôm đi với ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí ông kia đó, ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí thấy không, Kim Ngân chạy về ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí hoảng một cái, tôi cũng đâu có nói gì đâu, tôi im tôi cười, tôi bảo nay mai chị Hà mà học á xong lấy bằng lái xe mà chạy á, thì ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí phải lên trên Đắk Nông tu thiền với tôi ít nhất là 3 tháng mới ngồi trên đó được. Vì ông mà cứ ngồi mà cái mọi chuyện mà cái chĩa vào thì người ta không dám lái và người ta sẽ cãi nhau thì tan vỡ. Thiệt là như vậy. Thế thì hôm qua đó cái bà Google bà đổi điên đó, bà chỉ tùm lum á, bà chỉ đến độ mà nó tới một cái cầu, cầu đó xe gắn máy chạy thôi. Lúc đó Kim Ngân nói sao cái con mụ này, tức là con mụ Google nó điên vậy hả anh. Tôi mới nói đó, máy móc nó còn bị trục trặc huống chi con người. Cái Kim Ngân bảo là chứ anh cũng vậy hả, bảo ừ thì cũng không sao hết. Nhưng mà thôi bây giờ như này em tin anh thì em để cho anh ngó lại hết được.
ngó lại hết từ đầu, anh coi một cái cách tổng quát đi, rồi anh sẽ hướng dẫn em đi lên trên đường để rồi về tới nhà. Kim Ngân nói ok vậy rồi anh làm đi. Thế chạy tới ấy rồi tôi coi lại hết xong rồi tôi nói chạy về rồi. Thế là vợ chồng chúng tôi về tới nhà khuya lắm á, mệt mỏi với cái bà Google. Nhưng Kim Ngân hỏi tôi chứ, ủa vậy máy móc đó cũng điên lên hả anh? Nó đúng, nó cũng điên anh ạ. Nhưng Kim Ngân nói ủa sao em thấy anh cũng giống như vậy, có nhiều cái anh tốt lắm, đôi lúc anh điên, bảo thì cũng tôi đôi lúc cũng điên. Điên là gì? Mấy cái chú YouTuber này nọ đó, ta đã nói như vậy mà còn không biết điều là có chuyện á. Có ngày tôi điên lên là có chuyện á, nói thiệt trước á. Thế Kim Ngân mới hỏi tôi chứ, ừ nhưng mà thấy anh dễ thương, bảo ừ nhưng mà em có điên chứ, bảo Google không? Kim Ngân bảo ừ em cũng như lắm lúc điên như vậy đó thôi, nhưng mà biết được với anh vậy là cũng hay lắm, nhờ của anh mà nó bực mình như, nhưng mà anh tình bình tĩnh hơn em. Ok, cảm ơn bà yêu, cảm ơn bà xã. Đó là cái chuyện có thiệt không qua. Thế bây giờ trở lại cái câu chuyện mà đang lúc ở đi trên phà, là có người hỏi tôi là có biết về cái vấn đề mà ông Vương Tấn Việt, tức là sư Thích Trân Quang á, mà nói về vấn đề là gỡ bỏ này nọ nó, anh Hùng nghĩ sao, ưu và khuyết điểm như thế nào? Lúc đó tôi hơi cấu, tôi xin lỗi, rất xin lỗi. Xin lỗi là tại vì con người, cái máy móc tôi làm việc từ sáng tối, tối sáng đủ thứ hết, vậy mà có người cứ 24 tiếng đồng hồ nghĩ rằng tôi lúc nào cũng phải bình tĩnh mà trả lời. Người ở bên Mỹ thì lúc đó tôi đang ngủ, người tôi đang ngủ bên này thì bên đó thức, tức bên đó đủ thứ hết, người thức ngủ bên đó tôi đang ngủ bên này, vì là đủ thứ tôi cũng lộn luôn ha. Nghĩa là thời gian trên 24 trên 54 tôi phải bị túc trực vì do thế giới toàn cầu mà. Bây giờ nghĩ được một giấc, tôi xin trả lời như sau. Ưu điểm và khuyết điểm. Ưu điểm tôi không biết là người bạn hỏi tôi là ưu điểm của ai và khuyết điểm là khuyết điểm của ai, nhưng mà chắc là muốn nói rằng là ưu điểm về vấn đề của xã hội. Thì nếu nói là về ưu điểm của xã hội thì tôi trả lời trên ưu điểm về xã hội thì rất là ưu điểm nhiều hơn là khuyết điểm. Khuyết điểm của xã hội thì cái này lại là vấn đề chắc là người bạn đã muốn hỏi là khuyết điểm xã hội. Nhưng bây giờ tôi trả lời thì tôi trả lời bốn mặt. Vì sao người ta hỏi ưu điểm thì ưu điểm của ông Thích Trân Quang là gì? Thưa quý khán giả, ưu điểm của ông Vương Tấn Việt, tức là sư Thích Trân Quang, là kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian là tại vì trước đây ông Vương Tấn Việt đã bị cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mấy tháng trước đây công bố là sẽ gỡ bỏ 35 công trình bất hợp pháp, không đúng quy trình. 36 công trình thì chỉ có một công trình là không đúng, thì 35 công trình là phải gỡ bỏ. Vậy thì từ đó đến nay cũng chưa thấy gì hết mà ông lại là khiếu kiện lại. Thì nghĩa là ông có thời gian. Ông ưu điểm là ông nói rằng tôi có này cái nọ, nhưng mà những cơ sở này đều là cơ sở tạm thì sao? Như một số tỉnh họ chấp nhận cơ sở tạm. Ý ông nói rằng là tôi đâu có vi phạm luật pháp đâu, toàn là mấy ông kiếm chuyện với tôi. Nên nếu nói là ưu điểm của sư Thích Trân Quang thì đây là cơ hội cho ông chứng tỏ những vấn đề mà ông cho rằng là ông không có vi phạm. Nhưng khuyết điểm thì sao? Khuyết điểm của ông thì khi ấy như vậy thì ông cũng một hình thức nào công nhận đó là những cơ sở do chính các cơ quan chức năng, không phải của riêng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận định, mà là của cấp cao hơn nhận định, như là ban tôn giáo và các cơ quan chức năng ở trên trung ương nhận định thì phải gỡ bỏ, thì một hình thức nào đó ông xác nhận đó là có các cơ quan chức năng cao hơn thị xã Phú Mỹ, cao hơn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra lệnh như thế, thì đó là khuyết điểm của ông. Bây giờ đến vấn đề xã hội, ưu điểm là gì và khuyết điểm là gì? Ưu điểm của xã hội thì đây là một việc làm mà nhiều người cho rằng là phản ảnh của tâm tư nguyện vọng của nhiều người, không phải chỉ vì công trình mà là những vấn đề xã hội, những phát ngôn của sư Thích Trân Quang, tức là ông Thích gì đó, ông Vương Tấn Việt, nhất là nói về vấn đề lịch sử, nói về ngài Lý Thường Kiệt là thánh nhân của lịch sử, thì gọi tên trống trơn Lý Thường Kiệt hơi hỗn với Trung Quốc, điều đó là một điều cấm kỵ, cấm kỵ với con người và cấm kỵ với một vị sư luôn. Đó là những điều mà người ta nêu lên. Thì ưu điểm của xã hội là không phải là chỉ là hạ 35 cái công trình bất hợp pháp đó, mà là hạ gục những tư duy lệch lạc. Tư duy lệch lạc nhiều khi không phải là hình sự, nhưng là tư duy lệch lạc. Thưa quý khán giả, những tư duy lệch lạc không có nghĩa là hình sự hết, nhưng chỉ là tư duy lệch lạc. Nên ông này có những tư duy lệch lạc, nói về lịch sử, nói về lý lịch cá nhân, thí dụ như tự nhận mình là cháu ruột của Bác Hồ.
mà không có đủ sự chứng minh thì đó là những tư duy lệch lạc về lịch sử, hoặc là lệch lạc về vấn đề mà giảng thuyết về vấn đề nhân quả. Ông giảng thuyết rất là bậy bạ. Phản ảnh của quần chúng là phản ảnh làm sao để bịt cái miệng ăn nói tư duy lệch lạc đó. Những lệch lạc về nhân quả khi ông nói là nằm trên võng, coi như đạp vào mặt người ta, rồi đủ thứ đủ rõ. Tư duy lệch lạc nhiều khi không có nghĩa là hình sự, không có nghĩa là phạt người ta về ngày tu hay gì hết, nhưng mà thấy gỡ bỏ công trình thì tức là phản ảnh những tư duy mà người ta cho rằng lệch lạc như thế là phải hạ xuống. Hạ xuống về sự xây cất 35 công trình không đúng á, thì là không đúng, thì tư duy lệch lạc nó chỉ là một biểu trưng thôi, một phenomenon, tức là một hiện tượng, nhưng nó cũng là một sự biểu trưng. Biểu trưng là ông sư này ăn nói lệch lạc, chúng tôi không có hài lòng, nên đó là ưu điểm. Nhưng khuyết điểm thì cũng kinh lắm. Vì sao? Vì cho thấy rằng các cơ quan chức năng đã có quyết định mấy tháng trời mà không làm gì được ông ta hết. Coi như là mở ngoặc đóng ngoặc là gần giống như là để ông ta múa gậy vườn hoa. Vì ông ta đã từng tuyên bố đó là muốn gì đó, chỉ có cái này tiền là giải quyết hết. Thì có bao giờ là tiền là giải quyết của thị xã Phú Mỹ hay không? Có bao giờ ông ta trở thành một bá hộ mà uy quyền đến độ mà lấn lướt luôn cả thị xã Phú Mỹ, các cơ quan chức năng ở thị xã Phú Mỹ, giàu có nhận được từ trung ương, giàu có nhận được từ tỉnh, nhưng không dám làm gì ông ta hay không? Trong thời kỳ phong kiến thì chúng ta biết rồi, xét vua thua lệ đàng, nên đây là một trong những mặt tiêu cực, đúng không? Lệnh thì đã có là phải gỡ bỏ, nhưng mà sao không dám gỡ bỏ? Vì ông bá hộ này ông mạnh quá, không dám làm gì hết. Ông bá hộ này chi từ gì đó không biết, ông nói rằng là tôi sẵn sàng cái này từ trên xuống dưới, từ dưới xuống trên, đủ thứ hết. Ngay cả một vị giáo sư nổi tiếng về vấn đề nói chuyện Bác Hồ mà cũng còn phải e ngại, thì nó thấy rằng là một sự lệch lạc nhưng mà có tiêu cực như thế, bất chấp luôn, không? Đó là một trong những cái góc cạnh về vấn đề tiêu cực chúng ta cũng cần phải nghiên cứu. Thứ hai, ông sư này ông đã đổi tên chùa rồi. Chùa trước đây là chùa Thế Tôn Phật Quang, nay bỏ chữ Thế Tôn, chỉ còn cái chùa Phật Quang, không còn nằm trong hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam nữa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam không còn có đủ khả năng, tôi dùng cái chữ khả năng á, chứ còn mà trên phương diện lý luận thì muốn thì được thôi, không còn có đủ khả năng để mà chế tài ông này. Ông này đã đổi tên chùa thành chùa Phật Quang. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhất là ở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã từng mở ngoặc đóng ngoặc nhiều cái thứ từ mà nhiều người suy luận nha, đây không phải là tôi, nhiều người suy luận là toa rọc với ông Vương Tấn Thiện, nó lộ ra cái khuyết điểm đó. Vậy thì chùa nay không còn nằm trong sự quản lý sắp xếp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì Ban Tôn giáo Chính phủ đã có quyết định như vậy cũng không làm gì được, hay sao? Chính phủ không làm gì được vì vấn đề đây không phải là hình sự, mà đây chỉ là những tư duy lệch lạc. Ông Thích Trong Quang, ông mới nhìn ra được vấn đề đó, ông mới làm áp lực bằng cái hình thức là kháng nghị gì đó với thị xã Phú Mỹ. Thị xã Phú Mỹ thì như nhiều người nói rằng là đối với một bá hộ lớn như vậy thì không làm gì nổi hết. Đó là khuyết điểm. Ưu điểm và khuyết điểm thì tôi đã phân tích từng một khía cạnh, nhưng mà cuối cùng là gì? Lưới trời thưa nhưng khó lọt. Còn quần chúng đang phản ảnh để rồi từ Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Chấp hành Trung ương, đủ thứ ở trên Trung ương mà không giải quyết được, thì điều này sẽ là một sự mất mặt lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mất mặt lớn cho Đảng Cộng sản Việt Nam, mất mặt luôn Chính phủ. Để cho một người đã từng tuyên bố là như thế này thế nọ, sẵn sàng cái này cái nọ, tiền bạc, hoặc là thành lập một giáo hội mới thì sao? Nên đối với tôi, đây là một chiêu chơi ngông của Vương Tấn Việt, lưới trời thưa nhưng khó lọt. Đừng có tưởng rằng mình lọt cái này, không có lọt nổi đâu. Có thể lừa dối được người, nhưng không có thể lừa dối được thần linh, không có thể lừa dối được những cơ quan chức năng có trách nhiệm với đất nước. Tôi khẳng định như vậy. Nên bạn mà thấy tôi nóng ngày hôm qua là tại vì xin lỗi thôi. Lúc đó tôi ngái ngủ, nóng nảy đủ thứ đủ chuyện hết. Sau khi mà ấy vậy cho nên là xin lỗi, rất xin lỗi, tôi cũng có lỗi. Tôi không có đủ bình tĩnh, thật sự tôi không đủ bình tĩnh lúc đó. Và vì như vậy nên những bạn cứ muốn là nói chuyện thẳng với ông Hùng, cũng xin lỗi, thông cảm giùm cho tôi. Cái đầu của tôi nó cũng phải có cái thời giờ nó nghỉ ngơi để nó có sự suy tư chính xác. Và sau khi đã có một giờ nghỉ, tôi xin gửi đến bạn một lời xin lỗi chân thành, và để đáp lời lại mea culpa lỗi của tôi thì tôi
làm việc đền tội thì trả lời cho bạn rõ ràng cái việc đền tội đó. Suy tư của tôi như vậy, mong bạn thông cảm giùm cho tôi. Tôi cũng là con người. Hôm qua bà xã của tôi nói là con mẹ Google đó, nó cũng điên lên được, nó cũng bị đủ thứ đủ trò thì huống chi con người. Mẹ Google thì nhiều sự trợ giúp đủ thứ mà còn có điên, dẫn chúng tôi đi đến một con cầu không có xe chạy khỏi được, và dẫn chúng tôi đi thay vì đi đường cao tốc đó, thì đi đường cái gì đó tùm lum tùm la, điên luôn được. Tối qua về khuya mệt lắm, nên đó là những sự bức xúc thật sự. Cơ thể của mình nó cũng liên quan đến nhiều câu chuyện, và các bạn có nhắn tin cho tôi thì cũng từ từ tôi sẽ cố gắng trả lời hết. Và những bạn gọi điện thoại cho tôi thân tình thì có những lúc tôi cấu lên thì cũng xin thông cảm, không phải là vì tôi muốn mà nhiều khi nó mệt mỏi trong người, nó mệt mỏi vì nhiều việc quá một lúc. Và tôi cũng xin nói những ai muốn tìm số điện thoại của thầy Tám sẽ không bao giờ có, không có địa chỉ, tôi không bao giờ tiết lộ, và cũng không bao giờ, đừng có vì mà là mình xem chương trình rồi là muốn tương tác với tôi trực tiếp, thì tôi không bao giờ có đủ thời giờ cho tôi luôn, không bao giờ có đủ thời giờ cho tôi, giờ ngủ tôi cũng chưa có kịp nổi nữa, huống chi ba cái chuyện muốn hỏi lung tung linh tinh lang thang. Chúng ta tương tác nhau tùy duyên đi, khi nào có duyên thì gặp, và khi nào có duyên xong thì chúng ta tiến hơn sâu được thì đó là duyên thôi. Chứ đừng để cho những cái chuyện đó nó không có đúng, vì càng làm như vậy tôi càng đánh giá thấp người bạn đó. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.